hay là đuôi của con công thôi, bởi vì mình thấy nó xè ra. Con mèo gì cái đuôi nó xè. Ôi chua gồ, con mèo gì lạ vậy? Con mèo. Con mèo lại có cái chế tài đang nói là coi TikTok là thấy thanh sầu riêng với heo quay, nhưng mà thấy thanh sầu riêng đẹp trai quá, quá ái rồi, thấy đẹp trai không? Phải không qua Hùng bán sầu riêng luôn hả? Qua Hùng bán sầu riêng luôn đúng không, được không? Thôi nói giờ nha anh. Trời ơi, để nói thanh qua em nói vậy thôi nha anh. Rồi nói vậy thôi có thì được đúng không anh, làm cầu nối nha. Rồi, rồi. Hỏi đi. 1 2 5 thôi là anh 3 7 5. Đây có bán mà không? Trời, bữa nay đeo có đồng hồ xịn quá trời. Quá trời. Cái đồng hồ mua 20.000. Quay cái mặt ổng kìa. Quá trời luôn. 20.000 đô đó nha, chứ không phải là 20.000 Việt Nam đồng đâu nha cô chú. Đúng không chế tài? Quá trời. Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha, đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Thì hôm nay em ghé lại quầy vịt quay phá lấu nè, vịt phá lấu cũng như là phá lấu vịt nha của chế tài ở quận 8 này cô chú. Địa chỉ chúng ta đó là 105 Bùi Minh Trực, phường 5 quận 8 cho cô chú. À, lâu lắm mới gặp lại chế tài đây, chế tài đi suốt hả? Qua Thái Lan chuyển giới thành ra không chị. Hả? Sao không chịu? Ai không chịu? Tao đi cố còn đàn ông quá tao trả về. Dễ hả? Đi Thái Lan á hả? Trời bất ngờ không? Hôm nay gặp lại chế tài nó là chế đi Thái Lan chuyển giới mà bên đó không chịu. Ý là nó không chịu làm bộ phận gì? Chế tài chịu chuyển giới với mình anh. Nó không chịu chuyển giới bộ phận nào hết hả? Là còn cố đàn ông quá. Dễ hả? Tức là yêu cầu gì cứ vợ hay sao? Chứ về lấy vợ đi. Về lấy vợ hả? Trời ơi. Dạ, cảm ơn cô gái. Lần sau tối là căn kỹ với bác. Dễ hả? Đây, phá lấu của chế tài đây, hấp dẫn lắm. Quyết nha cô chú. Đầu bọng. Rồi cánh. Hả? Bữa sau qua đẹp hơn hả? Chế tài là bất ngờ là đi Thái Lan, nhưng mà ở Thái Lan bác sĩ chê ơi. Bác sĩ chê nó là do là đẹp trai quá nên là đợi đi ghê chưa là quyết định là không chỉ giới. Hôm nay ai hung cái tiền cái má mà thấy dấu chấm chế tài. Ai ngửa ngửa nặng anh, bữa nay nó thành nguyên cái sẹo luôn, nặng mụn quá hả? À, cái máy mày là cái máy nha, chứ mày nặng tay á. Nặng máy hả? Thấy không, chế tài này có cái dấu chấm. Chắc là thương anh nào anh hung cái xong á. Anh hung nặng luôn, quá anh. Anh nào anh hung nhưng mà nó hung nặng quá. Đó, em đi ngang qua cái bài pha lốt của chế tài cho cô chú chị và các bạn. Ngon lắm. Ôi là ngày ngút luôn. Đây là một phần tư góc bùi cánh ở đó của chúng, một phần tư góc bùi cánh và của chúng ta đó là 60k. Cái này là cái tay này, phá lấu tay này 60k, giá trị này 20k này. Lên cô chú anh chị và các bạn mình mua bao nhiêu thì chế tài bán bao nhiêu. Chế tài nó là 5.000 cũng bán mà. Nhiều cũng bán à. Bao nhiêu cũng bán. Chỉ mua người bán là không bán thôi. Mua người bán là không bán thôi đúng không? Chào mà không hay lấy nè. Đi chuyển giới mà bác sĩ còn chê mà bỏ cả tỷ các bạn. Đi chuyển giới mà bác sĩ còn chê. Nắng gì vậy? Chê là kêu là còn đàn ông quá. Chế tài tiết lộ đó nha, chứ còn em không biết nha. Thôi
Đó, anh Khoa Lê lâu lắm rồi quay rồi cho anh Khoa Lê thấy chế tài nha anh Khoa Lê. Chúc anh Khoa Lê luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống nha. Quyết ném ai là quyết thường anh? Hả? Quyết thường. Chưa? Bao nhiêu cái vậy anh? Dạ 10.000. Lấy 2 cái. Của mình là 125 thêm quyết đúng không anh? Dạ, 135 anh. Ai nghĩ chế tài vậy mà chưa có người yêu là sao? Cái đó là sự thật mà. À. Cái buồn lớn nhất không có người yêu mà anh nghĩ mình có người yêu. À, buồn lớn nhất là cái. Ai cũng nghĩ chế tài là có người yêu á, nhưng mà thực tế là chế tài chưa có người yêu nha. Lấy gì nữa cô? Nếp á. Dạ. Mình lấy một ổ luôn hay nữa cô? Đi chung với cô này nè. Chúng ta lấy lỗ tai đó có cái lỗ thử rồi. Dạ. Chỉ có lỗ tai thôi. Eo là chỉ có lỗ tai thôi cô. Mình lấy gì nữa cô? Của mình là 80. Có lỗ tai không bao tử. Ăn lỗ tai đỡ thôi. Cá lóc gì phải kìa lại cái lúc đó không có ngon. Ăn cái loại cá lóc kìa. Hai cái bọc rồi. Còn 10.000 nha, một cục tối thiểu các bạn. Biết nhiêu cục đi. Dạ 5.000. Lấy 4 cục thôi. 5.000 ba cục á. Ngoài sao? Dạ, mình lấy 10.000 rồi ha. Cái tay này mà về các anh nào thôi á. Anh nào bạn quạng là thôi á. Lạng quạng làm cho đi lạng chạy luôn á anh. Có hôm nào mà kêu chế tài đi đi chơi với người yêu đi đâu đó mà qua có mình anh hiếu bán á anh buồn quá trời luôn. Lâu lâu buồn đi ra Hải Phòng đi lòng vòng mà anh. À lâu lâu buồn đi Hải Phòng à đi lòng vòng đúng không? Rồi thấy chưa. Hải Phòng thích lòng vòng. Thích lòng vòng phải không? Hà Nội là không vội được đâu. Đấy, à. Đấy. Còn Hải Phòng thì thích lòng vòng. Thích lòng vòng. Đó anh Khoa Lê có nhắn gì anh Tài không nè? Nó nhiều cô chú nói là tới cập nhật tình hình của chế tài như thế nào. Chứ mấy lần trước em tới là chỉ gặp anh Hiếu không hà. Mấy lần trước là tới là anh Hiếu không thôi. Em đi làm đẹp. Đi làm đẹp. Đi qua Thái Lan. Nhưng mà qua bác sĩ nói là không chịu. Vẫn còn đẹp trai quá nên là bắt buộc là phải về. Hồi nãy chế tài tiết lộ đó cho em đâu có nói cái đâu. Cố còn trai quá chứ không phải là đẹp trai anh. Hả? Cái cố còn đàn ông quá. Thì còn con trai thì mình nói cho nó đẹp trai xíu đúng không? Không có vô nghe chửi em chưa. Hả? Rồi. Vô nghe chửi em chưa. Thấy chưa? Thấy em gái đi ngoài đường còn nhìn là biết rồi. Rồi. Ở ngoài mình mua về đó cô chú. Đây số điện thoại của chế tài đây. Đây em quay nè. Lúc nào tới em quay cái số điện thoại của chế tài này. Cứ gọi điện cho chế tài nha. Chế tài sẽ phục vụ tận nơi đến quý của chú anh chị và các bạn. Rồi quá trời. Chuẩn bị là lên đèn rồi. Có khi nào đi chuyển giới thiệt không chứ tại trời không anh chết luôn á hả chết luôn á sao mà sao tự nhiên già lớn tuổi sao rồi tự nhiên có ý định kêu đi chuyển giới 33 tuổi rồi anh 33 tuổi rồi hả trời 33 tuổi mà tới 33 mối tình rồi vậy mà kêu chưa có mối tình nào hết kiểm chứng là anh 33 tuổi rồi kiểm chứng là anh Hiếu nè anh ba nè anh nè. Là chế tài dẫn gì bao nhiêu anh rồi lên mẹ nay bá tùm lum hả không có được
Dễ hả? Ừ. Sợ lên nha, dạ sợ lên trên này kêu là chưa có người yêu rồi là mất mấy mối liền đúng không? Chứ tại hôm nay mua đồng hồ đẹp lắm, ngày lâu lâu ghé lại thấy đồng hồ đẹp. Đó, chiếc nhẫn nè, chiếc nhẫn có kim cương nữa nè. Hôm nay lâu lâu ghé lại thì gặp chế tài thì chế tài khác quá trời luôn. Khác chỗ nào cũng vậy nữa. Hả? Em cũng vậy. Trên má thì là bị anh yêu hôn. Hôn mà hôn quá trời. Tay thì bây giờ là vàng đeo nhẫn kim cương. Đồng hồ Rolex. Em hết đùi giờ còn cánh được không? Ăn cái này đỡ em ha. Dạ. Chúng mình là 128 anh ha. Lấy gì chú? Mình nói vừa thấy cái đuôi con chim nha. Ở đâu vậy? Ờ, trên cái tay chế tạo. Đúng không? Chế tài thích thanh sầu riêng nha. Trời ơi, thấy thanh sầu riêng đẹp trai không chế tài? Dạ. Cái đó nửa cái hả? Dạ đúng rồi, mình lấy cái đi. Ừ, cái đó ít quá. Hai cánh hả cô? Alo anh ơi, đi giao đồ anh ơi. Mình đang quay mà hết dung lượng thì nhớ luôn. Biết rồi. Biết thôi anh trai. Ủa sao mà anh đang trên đường xe chạy về đợi xíu được. 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 Coi lỗ tai là 60, quý người là 70, hai cánh 30 là 100, bộ lòng 20 là 120 quá. Đầu cánh quyết ruột đầm. Lỗ tai không? Không. Dạ, thôi. Dạ, từ nãy. Từ nãy. Từ nãy. Đầy đủ hết. Dạ, cháu nhét rồi luôn nha. Xong hết trơn rồi. Xong mấy rồi. Xong rồi. Xong mấy rồi. Rồi đó. Chế tài đang nói là coi TikTok là thấy thanh sầu riêng với hay quay. Nhưng mà thấy thanh sầu riêng đẹp trai quá. Quá rồi. Thấy đẹp trai không? Phải không? Phải không? Qua Hùng bán sầu riêng luôn. Hả? Qua Hùng bán sầu riêng luôn đúng không? Được không? Thôi nói giờ nha anh. Hả? Trời ơi. Để nói thanh qua. Em nói gì thôi nha anh. Rồi. Nói vậy thôi có thì được đúng không? Anh làm cầu nối nha. Rồi. Chế tài nói là thấy thanh đẹp trai quá nên là qua Hùng bán sầu riêng luôn. Chưa hết rồi. Ủa còn địa chỉ mới là bao giờ mở chứ tài? Bằng cao quá. Cao quá hả? Cao quá là chưa mở đúng không? 18 triệu mà không có chỗ đậu xe. Gì? Bán cái này mà 18 triệu mà không có chỗ đậu xe. Bên quận 6 á. Rồi. Ngay đường Hậu Giang nên thôi vô hỏi 18 triệu không có chỗ đậu xe. Rồi. Không có chỗ đậu xe làm sao bán? Thì bỏ vậy. Ừ. Hồi mình bán để khách đồ ngồi lại ăn đồ lại chứ. Ở đây mình còn được ăn gian cái hẻm chỗ mà mình quen đó giờ nó cũng đỡ. Ừ, đúng rồi. Như chị? Bữa nào mình dẫn qua cái thanh sầu riêng qua để cho chế tài ấy, còn không chế tài đi qua đi. Anh hẹn qua bên nó nhậu một bữa.
nhậu cho thanh lạch xanh sầu riêng luôn. Bẻ gai em hết luôn. Đó, bẻ gai sầu riêng luôn đúng không? Thấy không? Chứ tài nói là bẻ gai sầu riêng luôn á. Có cái bóng đèn lên nó sáng sáng chói đi. Mình lấy gì chị? Mẹ. Một bộ lòng ha. Cái kia là mình ship ra với hàng chế tài. Đúng rồi. À, khách có gọi điện đó cô chú là cô chú cứ gọi điện cho chế tài là xong rồi là chế tài sẽ ship tặng lao đến quý cô chú anh chị và các bạn. Bí thường. Mình phải lấy ruột ha. Ba miếng ha, mình lấy thêm ruột ha. Con mình chị ăn. Chị chế tài nói là đi chuyển giới qua Thái Lan mà bất sĩ chi. Dạ hả? À. Biết từ trong hẻm lên đó là biết em xấu cỡ nào. Em biết là em biết này là em mới hỏi chị thử đó mà tại sao là chế tài nói là đi kêu đi Thái Lan mà bác sĩ chê em xấu kêu gì nào kêu còn đẹp trai quá hả? À. Ồ vậy hả? Nè cũng kêu ngồi kìa. Ghê không ghê không? Hay là cách lâu năm mà. Cách lâu năm. Bây giờ ở chợ này em bán 7 tuổi anh. À, lúc 7 tuổi là bán rồi đúng không? 7 tuổi em ra bưng cũng nhiều rồi. À. Vậy là 7 tuổi là 7 tuổi rưỡi là đã có người yêu rồi. Đã ngắm em nào ngoài chợ rồi. À. Ủa lúc trước là bán sầu bún riêu hả? Phụ bà gì nè. À vậy à, lúc trước là phụ gì bán bún riêu hả? Hồi xưa bà bán đắt gì lắm. À. Hồi xưa cũng nhiều bãi là có tiếng nhất đường này đó. À dạ hả? Ở, bán có tiếng giờ hết tiếng luôn. Bán tiếng giờ hết tiếng. Ăn đây ha anh. Mình qua đây ngồi nha. Bánh mì tới. Mình ăn bánh lớn hay bánh nhỏ anh? Đầy quá nhiều luôn. Mình nghĩ là đuôi của con gà hay là đuôi của con công thôi. Bởi vì mình thấy nó xè ra. Con mèo gì cái đuôi nó xè. Ô chu ô. Con mèo gì lạ vậy? Con mèo. Con mèo lại có cái mèo cái mặt nó án gì. Hả? Mèo nó dâm cái mặt án gì đó. Trời ơi, hàng gì mình nhìn em nhìn mà cứ nghĩ là chế tài xăm con gà. Xăm con mèo thần tài. À con mèo thần tài á hả? Thần tài nên là dạ. Xăm con mèo thần tài. Bất ngờ chế tài khoe con mèo thần tài. Gọi điện ký quý gia liền đi. Bộ lòng 20 chị. Dạ. Dạ. Chế tài nổi tiếng bên Ukraine lắm. Ukraine. Ghét cái sao. Bộ lòng nữa chị ha. Nghe khỏi cái đau lòng. Nên là 40. Dạ. Cảm ơn em chị. Muốn cho chị thêm mình đó. Cảm ơn. Mình á. Để kiếm hai mình đi rồi ăn cũng thấy vui.
không thích. Thích mình vậy hả? Thích mình. Chế tài nói thích. Ở khi một mình nó lại vui đúng không anh? Nó cũng đèn đèn sáng không? Cô chú nhìn thấy không? Đã lắm, nhìn ghiền luôn rồi. Chụp tấm hình chế tài. Chụp tấm hình để hình thumbnail coi. Đó, trời ơi, sáng rực luôn. À, nhìn cười cái nè. Đó. Quá tuyệt. Đi bộ ngành quyết. Sao lầm. Hỏi cậu gì nữa không? Tụi mình anh hả? Bữa nay ai cũng nhìn. Bữa nay ai cũng mình. Bữa nay ai cũng mình thấy kìa sao ta. Giờ chế tài cũng bán cái mình nè. Em muốn mình. Mình nhiều khi lại vui anh. Hả? Mình nhiều khi là vui hả? Vui cái gì? Vui ban ngày thôi, buổi tối buồn. Vui ban ngày, buổi tối buồn, anh trai nói đúng rồi. Anh cứ thầy nói đúng rồi. Nè đưa cho anh nè. Thì một mình vui ban ngày thôi, buổi tối buồn. Này cái đầu có hai cái bọc. Hai cái bọc. Của mình là 40. Lại bộ ruột nữa tiền lộ quá lòng. Yeah.
Dưới đi về thăm lại như lâu. Bao nhiêu lấy 5.000 đó nữa ha. Hay là 10. Để cho 40 rồi. Để đợi một tí nha. Nè bố bịch cho anh nè. Nè cũng có 10 quý. Của cha đâu? Cặp cánh, bộ đồng. Dạ, cái gì nữa anh? Cái đầu. Cái là quyết 10.000. Giờ quyết đi về thăm lại giùm em nha. Không rồi, giờ còn khỏi. Đây nè, lỗ tai. Lỗ tai ha, nửa cái hàng cái. Nửa cái nhiều. Nửa cái 30. Nửa cái rồi, cắt cắt chỗ nhỏ anh. Nửa cái hả anh? Nhỏ mà nè, lớn quá lớn nghèo. Cho mau hết. Còn nhậu mà ăn cũng mấy cái luôn. Gấp cục bự quá không anh, hao mồi quá không. Đã cố tình gắt cái lớn mà. Mình lấy gì nữa không anh? Quyết thiếp. Quyết thiếp và chính phường đi hâm lại nha. Quyết thiếp đi, quyết thiếp đi. À, muốn thời gian rồi. Được miếng rồi. Dạ. Ăn hết rồi, ăn hết rồi. Rồi, rồi như vậy rồi. 100.000 chưa? Chưa. Chưa 100.000 à? Cánh với đầu 45, 55, 75, 105 chứ. Không, đủ liền rồi. Ở bên cho anh nè. Anh nó chấm gì chứ rồi. Lấy anh chặn cái lỗ tai hơi nhỏ. Rồi, cái này. Gì nữa anh? Lấy 2 chục ngàn, lấy 1 lỗ. Lấy 4 ngàn nha. Dạ. 40 lỗ, 20 quý. Quý về thăm lại giùm em nha. Anh em đâu rồi? Mới vô. Bớ anh ghé mua hoài em đâu có bán hay đâu. Đó thấy chưa? Chế tài đi chơi nha. Đó anh nói là mấy bữa anh ghé hoài á mà chỉ thấy anh Hiếu thôi đó, không thấy chế tài đó. Em ghé là không bao giờ nào thấy chế tài á. Nay may quá, nay gặp được chế tài. Không là chế đi chơi với người yêu rồi.